Xin chào các anh chị và các bạn. Trong một chuyến đi gần đây thì vô tình là Nguyễn phát hiện ra được một cái vườn kèn Lai Châu được thuần từ nhiều năm về trước. Ở đây có rất là nhiều, thì trong chuyến đi này thì bản thân Nguyễn cũng mua về được một số giò. Bây giờ Nguyễn quay cho các anh chị và các bạn xem những cái giò kèn Lai Châu đã được người ta thuần đó các anh chị. Đây là một số mặt hoa nó đang nở ở trong vườn. Thì ở đây là kèn rừng. Thì chủ nhân của cái vườn này là họ đã mua kèn từ Lai Châu về và trồng thuần được nhiều năm. Loại này đó thì nó rất là hiếm trên thị trường, nhưng mà do cái anh này anh đã mua từ nhiều năm trước á, cho nên là hiện tại bây giờ vô tình là Nguyễn phát hiện ra cái vườn này và Nguyễn sẽ mua về một số giò để bán cho một số các anh chị và các bạn muốn sưu tầm cái loại kèn này. Đây là hoàng thảo kèn rừng, nguồn gốc là rừng Lai Châu ha các anh chị. Hiện nay trên thị trường thì có cái loại hoàng thảo kèn người ta bán ký đó, thì cái loại đó là có nguồn gốc xuất xứ là từ Trung Quốc ha các anh chị. Cái loại đó là nó 100% thân tơ. Còn ở đây là kèn rừng người ta trồng thì có thân tơ và thân già từ nhiều năm trước, thậm chí có cả kiến nữa. Ngày mai đó thì bên nhà em có một số việc, cho nên là tụi em Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em sẽ nghỉ vào ngày mai là thứ sáu. Thì vào chiều thứ bảy đó thì tụi em sẽ đăng bán cái hoàng thảo kèn Lai Châu đã trồng thuần như thế này. Thì cũng xin mời các anh chị và các bạn đón xem. Video này thì em cũng giới thiệu sơ qua về cái vườn này thôi. Thì vào chiều thứ bảy ha các anh chị, thì tụi em sẽ đăng bán những cái giò này để các anh chị và các bạn muốn mua thì chúng ta sẽ theo dõi vào chiều thứ bảy ha. Và nhân đây thì em quay một cái chậu lan cho một anh ở Quảng Ninh xem, tại vì là anh không có Zalo cũng như Facebook cho nên không nhìn thấy được cái hình ảnh. Thì ở đây em quay rõ cho anh và cũng báo giá cho anh luôn cái là cái giò này đó. Cái giá của nó là 17 triệu nha anh. Thì anh xem kỹ và em sẽ gọi điện em báo để cho anh lên anh xem. Em cũng xin thông báo các anh chị là Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em sẽ nghỉ vào ngày mai. Tụi em có việc đó, cho nên các anh chị và các bạn muốn mua hàng, đặt hàng thì vui lòng gọi lại vào thứ bảy. Sáng thứ bảy thì tụi em sẽ đăng hàng và chiều thứ bảy thì tụi em sẽ đăng bán hoàng thảo kèn Lai Châu ha các anh chị. Rồi, em xin chào. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video này. Em xin chào ạ.